dưới đỉnh chân nhang phân khởi xung thiên được kín chùa
khiến tay miền đại kim lô phóng khoảnh khắp nhân luân tức điện mãn thờ phương tích nhật ra dù miễn nạn kêu tài trương nam mô hương cúng rằng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng rằng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng rằng bồ tát ma ha tát khai quang dung nhan thập cờ diệu khai quang chiếu đàn diên tích tích tăng cúng rằng kim phụng hoàng thân cận phật thánh trên cung vương gia âm từ bi nhẫn trung sinh cô ngang kim tình nghề khai quang quả chiếu từ trung xe đoàn thánh giá hồi cùng có lệnh truyền ra đức ông có lệnh truyền ra các quân đi tâm giác ma từ bi lẫn vẫn chúng sinh vô ngã
kim đỉnh lễ, hai quang thập cờ diều quang minh chiếu đàn diều. Thank you.
rừng núi xa xa, đầu non thác đổ xa xa hồ gầm. Tôi đến thờ gần đường cái số ba, lối đi bắc cạn lối về lòng biển. Cánh cánh đeo vắng tánh gà rừng, thượng lẽ điểm cánh nghe các cô tiên nữ vin cánh nghề hái hoa. Phong hoa cảnh hương tình thiên nhiên ngàn thu
tạo dựng lập đền thờ đây nước trong vùng suối đồng đào non nề sạch như vẽ cô lão thị thành đường đất đi thầm xa con
mới tưởng rằng là đường đất như thẳm xa. Nhìn sang bên trạm phí thấy động tam mi tòa chúa tiên. Xanh xanh ngắt bao la chúa ba tộc tộc mọi chúa giáng qua trần trần phàm ơi. Khi xưa xa ngự thiên đình ý khi xưa chúa giá ngự trên thiên đình sáng nghe về đèn dốc trong vòng để cứu sinh phù đời. Thuở Nam Việt hùng chiều soi lại tiên chúa bà sáng thế độ dân vốn dòng tiên nữ trang đài. Chữ hiếu sinh ấy nặng lòng một nỗi khi trắng tròn một nỗi sầu bi chúa bà tiếc đã đi ra đi. Từ bi ứng hóa hiện thân ý đi rừng
buồng mà bên dao bên túi chân hải sào vượt suối trèo non trên trời tiếng sao véo von Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong mây đài long ngọc châu chẳng thành gió bốc trước lầu hòa ca sương nghe răng khói tỏa nhạt nhòa la trời gom hai vườn
sau con còn trong mẹ còn non chưa ra hà, còn dâng lên những con đò cũng trời cũng buồn mong ở nơi thượng ta ya.
hát véo xuôi khe vàng tàn lâu ta bởi bao la sương mờ ngàn nhà thương họ chân lên tới sơn
hỏi ngôi đền thờ Chúa Nguyệt nơi nào, hỏi thăm bố hạ đi lời tiên tri.
sâu khổ ngấm chân phàm kinh cổ mấy ai chắc chắn là tiên nữ trên trời. Nợ mây xuống nơi hồng trần quá nhớ lời sóng hoa thân than khóc gặp đường thần vốn ở núi xanh thương người con đã gái hiền núi lành chuyên là cho trải mười năm mơ theo thầy học đạo khi xuân về đắc đạo tiến ra phép tiền chúa linh ứng thầy là
hai hoa, hai trăm hoa đem về dâng mẫu đổ cho đồng phúc đặng hà xa. Thank you.
soi cửa nhà gia sự trong năm nay. Đồng gia tín chủ xin bà chỉ cho, nay lệnh Chúa truyền họ Trần con phải lo. Trần con phải lo, xăm má xanh con sửa lễ, về làm tôi Chúa bà. Đang vui Chúa trở ra về, xin chào các ghế em về vẫn sâu. Nay Chúa về nhắn nhủ đôi câu, Bắc Giang giang một lần sau Chúa tái hồ. Con thịnh mời hòa bình ai đi lễ Chúa cao mãi quê nhà trên lâm thao, cao mãi quê nhà anh linh chẳng gian đi Chúa thành ra hồi công. Năm hương năm miếu rõ ràng ngũ phương bàn cảnh em có tiếng nàng vào hò ra thật ra hồi cùng Chúa gói cà phê con thịt mời tiên Chúa cà phê anh đi chắc chắn sáng ngự về trần xứ lặng hỏi đèn thờ Chúa bói cà phê một vùng phong nguyệt sơn thế. Cảnh sơn khê hồn thiêng sông nối danh tài còn ghi trong tích cổ lễ triều thái tổ một thôn nghèo mang nó đỏ trên nương làm chiều khói tỏa màn sương. Thank you.
tướng như thần. Bói trong ra sự mười phân vẹn mười. Đoán thần tường thương dân chính đạo giải hạn tai. Chỉ bảo cắt gió giật loài tàn bạo bất mang tài mang đức cứu dân. Chắc chắn rằng là ai thờ ơ việc thánh bao nhiêu đoạn đầy bắt bắt na gánh cho xong làm cho số tiếp lòng đong đong mưa dầu nắng dài thì đông hỏng chúa thương. Cho đổ mồ hôi xem bói ra một nề quẻ phong lôi sơn trang chúa cà phê hành bệnh người trần gian ai biết được. Chúa dòng trời cho tới phủ dày tâu vừa bạch mẫu chúa lại xa trời phủ ngoài. Lập đền thương gói xa gần nhớ ơn 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 ơ
tiêu thiều khúc nhạc ở trên thượng ngàn sóng chơi các bàn các làng ý à. Quan
quan đệ nhị ngài quản cả hai thông chi tam giới không sai đại thần ra hồi cùng thái tử đệ tam thỉnh mời quan lớn đệ tam phi vương diện
nhạt. Gặp vận nước đưa điều ý.
biên cảnh điêu linh sóng biển sụp sôi, tôn hoàn ra sức phù đời ươm thiêng xuất trần dẹp loạn cuồng sâm. Con về chốn thoại cung phương phủ đệ tử thang linh thọ trường ra hồi cung vua phong trói trói sắc rồng quyền quan đệ tử uy hùng ở bốn phương ra hồi cung lâm liệt tung hoành quan đệ ngũ uy ra lâm liệt tung hoành chư ta sắc quỷ nổi danh anh phán các quan quan tần về truyền phán các quan tả cơ hữu đội lưỡng ban nhiều bè tuyệt vời khét cho đi về khai quang dung nhan thấp cờ diều khai quang chiếu đàn tiên thích tăng cúng dạng kim bụng hoàng lân cận thánh chúa thiên trung vương
phong thượng đẳng như ý tước công hầu truy tặng đại vương biển đề thanh thọ vô cường hiếu trung tiết nghĩa đôi đường vẹn chứng tâm chứng lễ hòa man số điện cởi châu bát thước chế là thượng tố đế đỉnh dưới ta hạ trình long cung thủy phủ ta về chứng giám tâm thành cho ghế của quan nhất tâm ngày hôm nay tưởng bạn tâm thành tu tiết lễ nghi tạ ơn phật thánh à tạ ơn chú bát tổng mọi à thế mà còn được ta khô phủ à và từ nay trở đi từ chi trở lại à nó đông con nhan bát ngàn đệ tử à đông đàn đất đám à yến căn yên số yên sổ thiên đình à yên bản mệnh mã bản thân nhẹ như lạc bát như nước à ta phê sổ đỏ ta bỏ sổ đen à cho ghế của quan à được xuất thế cứu đời à cứu đâu được đấy à được đông đàn đất đám đất tài say lộc à tao về bán cái ban thưởng à thủ nhang đồng nên sở tại à bán cái ban thưởng à cho các đồng nên đông điện à bán cái ban thưởng cho hội nhất tâm cho phát sư phát sự à bán cái ban thưởng thanh đồng họ Trần à bán cái ban thưởng cho cung văn đàn ca tiếng hát lời hay hát ngọt à được gắn dây đàn được cao giọng hát được thớm tay may miệng à bán cái ban thưởng cho tứ trụ dẻo tay hay mắt à bản khen ban thưởng cho thanh đồng tân đồng đính đế bốn phủ hương tử mại tử xích tử à bản khen ban thưởng cho quay phim à bản khen ban thưởng cho lái xe à bản khen ban thưởng cho bách nhà trăm họ nhà lào lộc đấy à hồng dương giang về ánh trời nam văn võ lược tao đức vẹn toàn đạo thiên gia bờ nâng có tích sở lưu truyền dù ninh giá kỳ cùng dấu tích ghi thiên cổ chữ hiếu chữ trung giữa chữ oan hỡi ai có về có bên ninh giang có nhớ người tráng sinh quan lớn tài danh chí tình và dấu rằng nước chảy hoa trôi sông tranh nghe dấu cạn công người còn
nghe tiếng loa đồng hỏi nước sông trắng. Thanh Long đao bách chiến tung tung ngoài ngoài, đó là sông tranh đáp tiếng trả lời là quan đệ ngũi sáng ngời chiến ni công. Khắp bốn phương xa gần đều biết quan lớn còn ngày lập liệt thần cơ, các cửa sông đâu đó phục thờ định giang thiết lập đèn thờ quan thần tranh. Cảnh âm thanh nhiều bề lịch sử vốn đặt bầy từ cổ di lai, bao phen xuất nhập trang đài, vua ban chấp chính mà quyền cai triều đình. Trên bát ngát đôi long châu phục, lốt tam đầu quần khúc châu lên, lân lân giòn phượng múa hai bên, quan tuần chắc ra ngự trên ngai vàng. Sắc bàn phòng hỏi thông chỉ tam giới, hay sắc tà sát quý sự tinh, quan lớn quân ngại vàng ông ai toàn tướng thiên binh nhà trời. Ngự đồng ai ngự về họ Trần là người bóng quý, lương uy trời thị kỹ toàn trang, quan tuần hiến hách ai đang xa tay tế độ trần gian con đường lờ. Hiện thần cơ ngài y ra hùng hồ, nước minh trời cứu độ nhân sinh, đùng đùng nổi trận phóng vân, thường đồng ban dâu giúp dẫn trừ ta. Khắp mà gần xa bách quan đều phục, ai có lòng hưởng phúc nghe hà xa thanh xa hồi cùng. Bát hải động đình ngài phò vua, bát hải động đình từ quan biểu thất anh linh các thừa thanh xa như hồi cùng. Quan triệu thường là quan